Kính thưa quý cộng đoàn, Đức cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh sinh ngày 20 tháng 3 năm 1940 tại xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thuộc giáo xứ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu. Từ năm 1960 đến năm 1966, chủng sinh Đa Minh Nguyễn Trung Trinh theo học phân môn triết học và thần học tại Đại chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, thầy còn có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngày 29 tháng 4 năm 1966, thầy Đa Minh Nguyễn Trung Trinh được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Sau khi được phong chức linh mục, cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh được bổ nhiệm làm linh mục phó xứ nhà thờ chính tòa Xuân Lộc, đồng thời phụ trách công tác truyền thông xã hội của giáo phận và giữ chức giám đốc trường trung học cấp 2 và cấp 3 Hòa Bình. Từ năm 1975 đến năm 2004, cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh đảm nhận vai trò linh mục chánh xứ nhà thờ chính tòa Xuân Lộc, kiêm hạt trưởng hạt Xuân Lộc. Từ năm 1978 đến năm 1990, ngài kiêm nhiệm chức vụ linh mục đại diện giám mục giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 1990, cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh làm trưởng ban xây dựng giáo phận Xuân Lộc và từ năm 1993, ngài đặc trách mục vụ giáo dân cho đến khi trở thành tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc năm 2000. Ngày 30 tháng 9 năm 2004, Tòa Thánh thông tin Đức Giáo Hoàng đã bổ nhiệm linh mục Đa Minh Nguyễn Trung Trinh làm giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Thánh lễ tấn phong giám mục cho cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh được cử hành tại giáo phận Xuân Lộc ngày 11 tháng 11 năm 2004. Chủ phong là Đức cha tiền nhiệm Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật và hai giám mục phụ phong là Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trầm, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc và Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu. Tân giám mục chọn cho mình khẩu hiệu tất cả vì tình yêu Đức Kitô. Trong kỳ đại hội của Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 10 tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2007, đại hội đã bầu chọn Đức cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2007 đến năm 2010. Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Giáo phận Xuân Lộc kỷ niệm 50 năm linh mục cho Đức cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, các giám mục đến từ các giáo phận khác cùng các linh mục trong Giáo phận Xuân Lộc. Tham dự thánh lễ còn có các chủng sinh, tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn giáo dân trong giáo phận. Ngày 7 tháng 5 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco đã chấp thuận cho Đức cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh nghỉ hưu theo quy định của giáo luật. Đức cha Phó Giuse Đinh Đức Đạo đương nhiên lên kế vị chức giám mục chính tòa. Trong thời gian làm giám mục giáo phận Xuân Lộc, ngài đã góp phần trong việc xây dựng Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc trở thành một trong những chủng viện lớn nhất tại Đông Nam Á. Theo đánh giá của Ủy ban Bác ái Xã hội, Đức cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh là người đã luôn hướng dẫn, nâng đỡ và đồng hành với Caritas Việt Nam trong mọi hoạt động bác ái. Sáng ngày 11 tháng 11 năm 2023, tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Đức cha Đa Minh Nguyễn Trung Trinh đã chủ sự thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 19 năm giám mục. Hiện diện và đồng tế trong thánh lễ kỷ niệm này có cha Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Phaolô Nguyễn Ngọc Phương, giám đốc Đại chủng viện, quý cha đang phục vụ tại tòa giám mục và quý cha giáo Đại chủng viện. Tham dự thánh lễ còn có quý thân nhân trong gia đình Đức cha, quý nhân viên phục vụ tại tòa giám mục và chủng viện cùng toàn thể quý thầy đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Phần dẫn lễ mở đầu khơi lên tâm tình sốt mến của thánh lễ kỷ niệm, hãy ca tụng Chúa. Đó cũng là tâm tình mà Đức Thánh Cha Francisco đã gửi tới Đức cha Đa Minh trong dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục ngày 2 tháng 4 năm 2016. Hiền đệ quý mến, xin hiền đệ hãy vui mừng dâng lên Chúa lời cảm tạ sau đây, ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa. Sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời. Ca tụng Chúa, vì biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên Đức cha trong vai trò người kế nhiệm các thánh tông đồ. Và không chỉ bằng lời, nhưng cả cuộc đời của Đức cha vẫn đang là một lời ca tụng Thiên Chúa.
Một cuộc đời hết mình với sứ vụ và với đàn trên qua những công trình góp phần xây dựng và phát triển giáo phận, trong đó có Đại chủng viện. Bài hát nhập lễ diễn tả niềm vui của muôn dân được về nơi nhà Chúa để tạ ơn Ngài. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha đã ngỏ lời với cộng đoàn phụng vụ: tôi có là gì và làm gì cho hội thánh, cho giáo phận cũng là bởi ơn Chúa. Và không có mọi người, những người cộng tác với tôi trong suốt hành trình linh mục cũng như giám mục thì tôi chẳng thể làm được gì. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương đã gợi lên đề tài trung tín từ bài Tin Mừng. Sự trung tín được đặt trong công việc, được khởi đi từ mối tương quan với Thiên Chúa. Bởi vậy, công việc của chúng ta là chu toàn bổn phận và điều đó phải đưa chúng ta tới Thiên Chúa. Do đó, trung tín từ công việc nhỏ thì mới có thể trung tín trong công việc lớn của Thiên Chúa. Cha giám đốc diễn tả sự trung tín nơi Đức Cha Đa Minh qua thời gian trong cương vị giám mục cũng như các công việc mục vụ. Ngài đã dành thời gian cho Chúa khi hết mình tận tụy với công việc của nhà Chúa, như xây dựng các cơ sở cho giáo phận cách riêng là ngôi nhà Đại chủng viện. Và Đức Cha cũng trung tín khi luôn dành thời gian với Chúa trong kinh nguyện, trong thánh thể và đời sống cầu nguyện không ngừng. Đó là một mẫu gương sống động về sự trung tín với Chúa cho tất cả mọi người. Một bầu khí thánh thiện và sốt mến bao trùm nơi cử hành thánh thể. Đặc biệt, vẫn một cung cách chậm rãi, cung kính và đầy sắc tín, Đức Cha dành thời gian thinh lặng, chiêm ngắm khi dâng mình vào máu thánh Đức Kitô. Qua đó, Đức Cha đưa cộng đoàn vào sự hiệp thông thân mật với đấng đã tự hiến thân mình là của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Tiếng hát của cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa nơi phần hiệp lễ diễn tả cách sâu lắng sự tín chung của người môn đệ theo Chúa để loan báo tin mừng nước trời vì tình yêu Đức Kitô. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha giám đốc Phaolô Nguyễn Ngọc Phương đã thay lời cho quý cha và gia đình Đại chủng viện chúc mừng nhân kỷ niệm ngày tấn phong giám mục của Đức Cha. Cha giám đốc gợi lên tâm tình Đức Cha không còn là vị khách như là người nhà, người chủ của Đại chủng viện. Đức Cha luôn quan tâm và dành sự ưu ái đối với gia đình Đại chủng viện, cách đặc biệt là những gì Đức Cha đã làm để phục vụ nhu cầu đào tạo linh mục. Không những thế, Đức Cha vẫn lo cho quý thầy cách này cách khác bằng những món quà nho nhỏ như cây kem hay bữa ăn sáng. Đáp lại lời chúc mừng của cha giám đốc, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã dành ít phút chia sẻ với cộng đoàn một thao thức khôn nguôi trong lòng Đức Cha từ khi nhận sứ vụ giám mục. Đức Cha đã không dưới 2 lần từ chối lời đề nghị làm giám mục. Và trong lần thứ 3, trước quyết định từ tòa thánh, Đức Cha đã hốt hoảng và sợ hãi vì một trọng trách vô cùng lớn trong một hoàn cảnh đầy khó khăn. Nhưng với lời cầu nguyện và sự cậy dựa vào ơn Chúa, Đức Cha đã vượt qua và từng bước củng cố và phát triển giáo phận. Trong đó, ưu tư và ưu tiên hàng đầu của Đức Cha là đời sống linh mục và đào tạo chủng sinh. Bởi Đức Cha nhận ra rằng, muốn có một giáo phận phát triển thì phải có nhân sự tốt và chất lượng. Việc xây dựng cơ sở đào tạo các chủng sinh là hướng tới mục đích có được những linh mục chất lượng. Chính vì thế, đối với Đức Cha, linh mục và chủng sinh luôn là con người của giám mục. Cho đến hôm nay, Đức Cha vui mừng vì có hàng linh mục đông đảo, quý cha giáo nhiệt thành và lớp lớp chủng sinh được đào tạo. Đó là nhờ ơn Chúa mà Đức Cha không quên nhắc lại như một điệp khúc quen thuộc: tất cả là nhờ ơn Chúa và không có mọi người cộng tác thì tôi chẳng thể làm được gì. Kính thưa cộng đoàn, như vậy tính đến năm 2024, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh đã tròn 84 tuổi với 58 năm linh mục và 20 năm trong sứ vụ giám mục. Chúng ta cùng chúc mừng và hiệp ý cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ Ngài sống an vui trong tuổi già. Trên đây là những thông tin khái quát về cuộc đời của Đức Cha Đa Minh, được chúng con tổng hợp từ một số nguồn tư liệu khác nhau, chắc chắn là không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment vào phần bình luận dưới video. Xin quý vị và cộng đoàn ủng hộ kênh bằng cách đăng ký theo dõi và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem.